Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester United và câu lạc bộ Little Palace. Đây là trận đấu thuộc vòng 15 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra lúc 21 giờ ngày 5 tháng 12. Và ở trận đấu này, Man United sẽ tiếp đón Palace trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra ở trận đấu này thì đội chủ nhà Man United sẽ chấp Palace với mức kèo là 1,25, mức kèo hãy hạ xuống một trái, và tăng 1,5, mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, ba trái và 2,5. Thì tỷ kèo biến động, thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video và một subscribe kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Man United và Palace, Man United thắng 2 hòa 1 thua 2 trước Palace. 5 trận thi đấu gần nhất của Man United thì họ cũng thắng 2 hòa 1 thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Palace thì cũng vậy, họ cũng thắng 2 hòa 1 thua 2. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Manchester United trận đấu này, mặc dù cái mức kèo chấp cũng khá là cao, với lại là cái phong độ và thành tích đối đầu của Palace trước Man United thì cũng là khá là ngang ngửa. Nhưng mà xét về thực lực ở hiện tại thì Man United vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Palace. Thứ hai là trận đấu này Man United có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba này thì cái phong độ và thành tích đối đầu của Man United thì cũng không thua kém như Palace. Những lần tiếp đón Palace trên sân nhà thì Man United họ kết quả cũng khá tốt, với lại là Man United mới thay đổi quân diện này, cái chiến thuật và lối đá rất là mới và thi đấu rất là hay, với lại là cũng chưa nói đến sự khác biệt của Ronaldo nữa các bạn. Và mình dự đoán cho đó này một lần nữa với lợi thế sân nhà và phong độ cũng này khá là ổn định, và chiến thuật thi đấu rất là thăng hoa ở thời gian gần đây. Khi mà thay đổi quân diện mới thì Man United họ sẽ một lần nữa đá bại được Palace, cho nên bạn nào tin tưởng mình hãy bạn ưu tiên đi cầu chủ nhà Man United chấp 1,25 nhóm này, hoặc là chấp một trái cho nó an toàn. Và cái mức tài xỉu cho nó này là 2,75, ba trái và 2,5. Thì những lần chạm trái nó có hai đội thì thường là từ 3 bàn trở lên. Mình dự đoán cũng chưa kể là có thể trận đấu này Palace cũng sẽ có bàn thắng vào lưới của Man United nữa, cho nên các bạn hãy là đá hai đội đều ghi bàn. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là 3-1 nghiêng về cho Manchester United, và các bạn có thể là đá tài trận đấu này. Và mức hiệp 1 thì mức kèo chấp nửa trái thì sẽ một trái thì hiệp 1 các bạn hãy là đá Palace, và bạn đá tài 1 ưu tiên đá tài hiệp 1. Trận đấu này rất là thơm, trận đấu này hiệp 1 mình dự đoán sẽ có tỷ số hòa một đều, và tới bài trận đấu các bạn chọn Man United đá tài hiệp 1, chọn Palace đá tài. Và xin chào và hẹn lại video tiếp theo nhé.